Chào anh em, lâu lắm rồi. Hôm nay em lại làm kìa list review lại cũ. Đó là nói chung là hàng nó hơi chậm nên là ít có video cho anh em. Đấy, hôm nay em làm clip review lại hai cây mới ra cho khách đây. Hai cây rất chi là đẹp mà giá rất chi là mềm, giá rất chi là ok cho anh em luôn. Giới thiệu sơ qua cây cô đô thẳng lên trước nhé. Bình 35 van super well. Đấy, không có ruột nhập kính Dico. Giảm thanh 306 vạch từ núi. Đây là cây U. Đấy, bình 35 van khớp U. Đấy, kính UTG này. Anh em có thể nhìn qua này là biết là hai cây này nó khác nhau cái gì rồi đúng không? Về chiều dài. Còn về độ chơi thì nó như nhau thôi. Củi nó cực đẹp luôn. Đấy. Cái này đang để áp ra là chắc là khó nhìn nhỉ. Áp ra để 130 đây, vặn hơi vặn ra cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, 120. Áp cho mình hiện tại nó đang là khoảng 160. Cái này dùng cành 635 anh ạ. Con đô thẳng dùng cành to chơi cho sướng. Đấy, kéo về. Một tay nó hơi khó đấy. Kéo về. Bỏ. Hơi bị lét luôn. Đây là cây U. Cây U dùng cành 5.5. Quá lét luôn. Giảm thanh thì hình như là có khả năng là ngồi trong nhà nên nó hơi to. Em mang ra ngoài test thì rất chi là ok. Đấy. Cây củi đây thì là giá cực kỳ yêu thương. Đây là số điện thoại của em, nên là có nhu cầu thì đặt liên hệ nhé. 0963797736 gọi để đặt một cây củi chơi. Okay. Còn đây là kẹo nhà em, kẹo nhà em làm. Đấy. Và kẹo này cũng sẽ là kẹo tặng cho anh em. Kẹo cực đẹp luôn. Đấy. Đây là kẹo 5.5, còn đây là 4.5 này. 4.5 lấm em cũng có làm hết các bạn. Đây là 5.5. Và số điện thoại. Một cây thì có tặng theo kèm bơm này rồi nhé. Một cây củ là bao gồm van, kính, bình, bơm, khung, cò, ruột, tay cầm, lỏng, giảm thanh. Cây đầy đủ là có kèm theo bơm và vẫn có chương trình, vẫn có kèm theo một ký kẹo. Đấy. Hoặc một túi sách tùy anh em lựa chọn nhá. Một cây đầy đủ và anh em mình chỉnh chơi. Sau đó hết kẹo thì lại liên hệ số điện thoại đây. Có kẹo CD đến tận nhà. Được chưa? Rất chi là tuyệt vời, được chưa? Em mua hàng bên em thì không phải suy nghĩ gì cả. Đấy, bảo hành bao bù đổi trả nếu có vấn đề. Còn nếu mà anh em nào mà cậu chưa quen ấy, chơi mà để hỏng ấy thì gọi điện cho em sẽ tư vấn hỗ trợ. Cái gì em có em sẽ cho, còn nếu mà cái gì không có thì em đi phải đi nhập thì em lại để lại cho nhé, để lại giá nó cũng rẻ thôi. Đấy. Anh em nhớ số điện thoại của em nhé, đăng ký kênh, anh em nhớ đăng ký kênh bên dưới thì khi nào mà ra cây nào đẹp nữa, có mẫu gì sắp tới em nói chung là có một số mát yêu cầu nhập cái loại cricket, nên là cricket ấy thì nó đắt hơn loại này gấp đôi đấy, mình nghĩ là gấp đôi đấy, bởi vì là nhưng mà chơi thì nó đẹp, nhưng mà tùy người. Em vẫn đem lên dòng condo này chơi sướng. Đấy. Nếu là có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại kia, em sẽ ship hàng cho anh em nhé.
ở khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Đấy. Em nào thiện chí đặt hàng thì cứ liên hệ cho em số điện thoại nhé. Chào tạm biệt em.